Cũng trong ngày 25 tháng 10, Hội Chữ Thập Đỏ Phường Châu Phú B tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ Thập Đỏ Phường lần thứ 8, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến tham dự có ông Nguyễn Thanh Trang, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ, thành phố Châu Đốc. Nhiệm kỳ qua, Hội Chữ Thập Đỏ Phường Châu Phúc B luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của cấp quỹ đảng, chính quyền, các tổ chức về công tác nhân đạo, sự quan tâm tham gia của nhân dân. Các phong trào, các cuộc vận động của hội được tổ chức thực hiện có hiệu quả với nhiều nét mới và cách làm hay, tạo dấu ấn, sức lan tỏa ngày càng sâu rộng. Đến nay, đã cơ bản kiện toàn củng cố 14 chi hội khóm, hoạt động ổn định. Các ủy viên ban chấp hành có tinh thần trách nhiệm cao, sự uy tín trong nhân dân ngày càng có sức hút, tạo sự tin tưởng trong công tác xã hội nhân đạo. Cụ thể như hội đã triển khai thực hiện các phong trào cuộc vận động Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, tháng nhân đạo. Mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, vận động nhân dân và tình nguyện viên hiến máu được 380 đơn vị máu. Hội đã hỗ trợ trên 2.800 lượt người có hoàn cảnh khó khăn, giúp 110 địa chỉ nhân đạo cấp thuốc miễn phí cho 1.130 lượt người hỗ trợ điều trị bệnh cho 163 lượt người, sửa chữa hai căn nhà, bê tông hẻm 3 công trình với tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hội còn vận động các mạnh thường quân hỗ trợ trang phục dụng cụ phương tiện, đội may táng với số tiền trên 400 triệu đồng và nhiều nhu yếu phẩm khác trị giá 185 triệu đồng, nhận hỗ trợ 4 chiếc xe đạp cấp cho con em học sinh giỏi của hội viên tình nguyện viên. Với tinh thần đoàn kết nhất trí cao, đại hội đã bầu 15 đồng chí giao ban chấp hành hội chữ thập đỏ phường châu phú b lần thứ 8. đồng chí lý thị cẩm xuân được bầu làm chủ tịch hội chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2021-2026. dịp này quỹ ban nhân dân phường châu phú b đã khen thưởng cho hai tập thể và năm cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động hội chữ thập đỏ phường châu phú b.